Tất cả mọi người, cho ông bà cô chú bác đã đến với kênh nhà Út Khờ Vlog của con. Thì một lần nữa ngày hôm nay con lại trao duyên lành dùm cho hai gia đình. Đó cũng chính là gia đình của cô Dung và chú Nghiệp, cùng với gia đình của cô chú Trần Mậu Hưng đã gửi món quà yêu thương về cho quê hương Việt Nam bằng tình cảm yêu thương. Dù cho hai gia đình của cô chú xa quê hương nhưng tấm lòng lúc nào cũng bao la và rộng mở, hướng tâm về các quê nhà, những hoàn cảnh khó khăn. Thì ngày hôm nay hai gia đình của cô chú đã trao 40 phần quà cho các em đồng bào Khmer nghèo. Thì ngày hôm nay con cũng đảm nhận một trách nhiệm yêu thương bằng một cái tình thương vô bờ vô bến, trao tặng dùm cho cô chú là 40 phần quà nho nhỏ cho các em đồng bào Khmer. Thì các em còn quá nhỏ, cha mẹ thì phải bươn chải trong cuộc sống, cũng hoàn cảnh khó khăn. Thì được sự giúp đỡ của cô chú tặng những món quà nho nhỏ yêu thương, nhưng mà trong những món quà đó là cả tấm lòng yêu thương của hai gia đình của cô chú. Thì nó gồm có là sữa, gồm có và sữa và bánh gạo cùng với kẹo mà thôi, để gửi tặng cho các em. Thì không có điều gì hơn, thì con cũng cầu chúc cho gia đình của cô Dung và chú Nghiệp, cầu chúc cho gia đình của cô chú Trần Mậu Hưng sức khỏe vô biên, bình an trong cuộc sống, thân tâm thường an lạc. Thì để có thể cô chú để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc sống này, thì ngày hôm nay con đảm nhận một trách nhiệm là trao quà dùm cho hai gia đình của cô chú. Thì lòng con rất là vui, vui bởi vì những món quà yêu thương đó do chính tay con bỏ vào và phát cho các em nhỏ, nhưng mà cũng là một nhịp cầu nối để cho cô chú gửi những món quà yêu thương đó. Thì có Phật trời từ bi sẽ chứng minh cho gia đình của cô chú công đức vô lượng này ạ. Thì một lần nữa con xin cảm ơn khán giả xa gần, bà con cô bác cô chú anh chị em đã bỏ chút ít thời gian ngắn ra để xem qua đoạn video ngắn này của con. Con xin cầu chúc cho tất cả mọi người dặn dân bá tánh được thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng hạnh phúc trong cuộc sống. Thì con xin mời tất cả mọi người hãy theo con để vô những phần quà yêu thương trao tặng cho các em đồng bào Khmer nghèo nha. Tất cả mọi người, con xin mọi người hãy theo con ạ. Nè, con mượn cái bụi cỏ người ta trồng để con vào ghi hình. Dạ. Yeah. Rồi chưa? Chị bưng chưa? Chị bưng em chưa? Em lấy 40 là lóc đó. Cái này thùng nhiêu? Dạ, thùng 12 lóc. Dạ, chị tính cho em đi. Sữa này là loại lớn nè. Dạ. 1.100.000. Dạ. Là lấy đủ cho em chưa? 40? Dạ, đủ rồi. Dạ. 40 lóc. Đâu chị tính cho em coi một thùng vậy nhiêu? 330. 330 hả? 1.102.000. Nhưng mà nhân lên 3 thùng nhiêu rồi? 909. Mấy lóc lẻ nhiêu chị? Nhiêu đó. 84, 28 chị đó. 112, 110. Cái chẳng 110 luôn, 1.1 triệu hết. 1.1 rồi hả? Dạ, là 40. Rồi, 1.1. Với còn lấy bánh 900 ngàn nữa mới đủ 2 triệu. Người ta gửi em mua tới 2 triệu lận. Bây giờ sữa không chịu 1.100.000 rồi. À, còn mua bánh 900.000. Đâu chia ra cho em coi, chia ra 900 chia 40 cho em ơi. Bấm máy kìa. Đâu bà chị bấm ra cho em. Hỗ trợ, 900 chia 40. 40 phần đó. 22.000. 22.000, bây giờ bánh gì 22.000 mới đủ vô. Bây giờ bánh 22.000 là 40. Chị, còn 22.000 nữa đó. Coi coi bánh gì nè, độn vô mới đủ một phần. Cái kia là giống như là chia ra là 28 à. 20. Dạ.
Dạ, lần đắp vô là chẳng 2 triệu. Nếu mà hai thứ thì chị gom đủ. Dạ. Hai rồi. Thứ chắc đủ nha. Dạ. Hai thứ luôn, vừa mặn rồi. Vừa ngọt luôn. Cũng giá một hả chị? Nhưng mà số lượng 40 một loại chị không có hả? Không. Không đủ hả? Nay em lấy có em phải lấy là 20 một loại chứ. Không, nhưng mà em nói không một đủ. Loại á không đủ hả? Rồi vậy bây giờ hai loại, nhưng mà loại này loại gì đây? Bánh mặn. Bánh mặn còn này, vị ngọt, vị mặn. Ừ. Rồi hai loại mới đủ 40 bịch phải không chị? Vậy chị lấy cho em 40 bịch đi. Còn dạ. 1 2 3 4. Cái này giá 20.000, còn lẻ 2.000 đó. 2.000 để chút coi kẹo gì để vô mới đủ. 5 6. Mỗi thứ này 6 rồi chị ơi. 7 8 luôn. 9 luôn. Nè gớt cái bịch gì nè. Dạ. Dạ. Dạ, yeah. Chị đếm coi. 20 hả? Dạ. Để chị đi lấy bánh mặn rồi. Cái này giờ chị có bớt em không dạ? Bớt. Hả? Mua nhiều vậy nè. Hả chị? Lát bớt cho một tí. Ừ. Rồi. 20. Rồi. Tính đi, tính xong rồi mới lấy nha. Tại đi chị giá là chị niêm ít rồi. Tới bánh đi. Mình tính cho đàng hoàng nè. Chị niêm giá tới phần này cho em đi. Dạ. Một triệu chín hả? Một triệu chín rồi bớt này nhiêu? Hai này nè. Hai triệu tặng thêm bịch bánh. Trăm. Hai chục. Được hai chục bịch kẹo nữa lấy không? Hai chục bịch kẹo hả? Hai chục bịch kẹo nào? Kẹo loại mấy là chị khuy, chị tặng cái đó đó hả? Có 100.000 của em á. 100.000. Ừ, được 20 bịch này. 100.000 được 20 bịch này. Có kẹo 5.000. Là cái nguyên cái hai cái thùng bánh đó chị bớt có 20.000 à. 20.000. Rồi. Nhưng mà giờ bộ 80 là được 40 bịch rồi. Rồi cho bố 20.000 nó bù vô đi, được 40 bịch. Rồi, cái nào? Kẹo đó đó. Cho nít cũng mê kẹo mà. Mà nhưng mà nó không đủ. Rồi. 6.000 mà nó không đủ. Kẹo đi, kẹo nít cũng mê ăn mà. Rồi sữa bánh với rồi kẹo cho em đi. Rồi lấy đi. Chị từ thiện cho thôi 80.000 là đủ 20 bịch. Thôi, từ thiện cái gì? Rồi để vô cho em đi đếm 40 đi. Rồi, để chú loại ha là sao? Chị lấy dưới kho lên. Lấy không lên cho em đi. Đâu. Không phải nhiều loại thôi. Ừ. Rồi. Đã kia mình có 26 thôi mà.
Đang tính đó hả? Rồi tính tổng tiền đi, sữa, bánh với kẹo. Kẹo lên nữa thôi. Kẹo lên nhiêu? Vậy hả? Dạ. Bánh gạo này một thùng chỉ có 20, 20 thôi chị. 2 thùng 40. Dạ. Dạ, cái này đồng giá luôn hả? Con thử nè, tại nó nhiều bự thôi. Dạ. Kẹo với bánh với sữa đi. Ngàn hả? Ok. Rồi. Nè chị, chị đếm tiền lại giùm em ơi chị. Dạ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Tổng số tiền đi chợ của cô chú mua đồ phát cho trẻ em là sữa Vinamilk dâu 180ml, mua 40 lốc, tổng giá trị số tiền là 1.100.000, tính ra một lốc là 27.500 đồng, một lốc làm có gồm có 4 hộp sữa, bánh gạo on on 40 bịch. Tổng giá trị số tiền là 780.000, dị chi cho mỗi bịch là 19.500. Kẹo hương trái cây 40 bịch, 1 bịch là 5.000, 40 bịch là 200.000. Tổng số tiền giá trị mua đồ của cô chú là 2.080.000. Dị chi cho 40 phần quà. Nam mô A Di Đà Phật, xin Phật trời tác đại chứng minh. Xin chào mọi người, bây giờ bắt đầu là vô quà để phát cho các bé 40 phần. Con chào quý vị khán giả nha. Bây giờ chuẩn bị phát quà và tặng cho các em mỗi đứa một cái khẩu trang để cho các em cũng phải được mang. Rồi, cắt quà đi, cắt đi. Bây giờ vô. Rồi chưa Sáu ơi? Sáu ơi vô, Sáu ơi. Nè, mang cái này vô. Ờ, mang vô. Mang vô rồi vô. Vô tranh thủ đi Sáu ơi. Sáu làm nhanh lắm. Dạ. Sáu làm nhanh lắm. Dạ. Đâu? Tháo phần sữa ra luôn không? Dạ. Tháo cái đó ra đi. Bây giờ bánh sữa, bánh và... cho mặt khẩu trang. Ừ. Con vô nhà đi. Dạ. Rồi sao cắt ra đi, cắt tới sữa ra đi sao? Đó ở dưới đó nữa đó, bánh nữa đó chưa? Vô. Tét ra. Cắt ra mới được, lấy kéo cắt ra. Con sẽ vô quà cho cô Dung, chú Nghiệp giùm cho cô chú Trần Mậu Hưng. Đó quý vị khán giả coi nha. Vô quà sẽ phát cho các bé. Rồi, cắt ra Sáu ơi. Dạ. Cắt nha. Nè, bỏ bánh vô. Bỏ bánh vô bọc đi.
bò bánh sữa nha. Dạ, test nha. Con lấy được chưa? Nha. Bỏ một bọc là một cái và một lốc sữa và một bịch kẹo. Kê sáu nè, kẹo nè sáu ơi. Đây kẹo nữa. Đây nè sáu. Nè sáu mở cái bọc ra đi sáu. Ừ. Đây 40 bịch kẹo. Đó, mua lẻ ngoài 5.000. Bánh. Ơi một bịch ha, một bịch là một bọc, một bịch là một hộp. Đó. Dạ đó, đưa con lên con. Sữa. Dạ, với sữa. Rồi. Sữa luôn nè, sao để sữa vô, sao bé đó dục đi rồi sao để sữa vô, sao cuộc lại với con. Dạ vậy đó, ba lớp sữa, bánh, bịch kẹo. Dạ nó vô lên đây. Dạ dạ sao cuộc lại. Quý vị khán giả ơi, cùng con coi vô quà nha. Vô quà nha. Đã tập trung đội ngủ. Vô quà mọi người bịch kẹo, sữa. Dạ. Yeah. Vô buổi tối luôn nha quý vị khán giả. Con kiếm ai? Hả? Đó, rất là vui luôn cô chú ơi, vô quà vui lắm. 40 phần quà. Kẹo chưa, kẹo chưa, kẹo chưa. Để kẹo vô nghe sáu. Nè, để kẹo vô. Mấy cái bịch sáu đưa lên là sáu để kẹo vô rồi. Sáu đưa kẹo vô nha. Bánh và kẹo. Dạ. Bánh và kẹo và khẩu trang nữa. Mỗi bịch là một khẩu trang luôn sáu ơi. Khẩu trang con bỏ trên đó. Dạ. Khẩu trang bỏ vô bịch. Là mấy cái này là sáu, mấy cái trước là sáu chưa có khẩu trang. Dạ chút nữa khẩu trang là đứng phát luôn cho. Bỏ vô đi. Chúc các em lại phát khẩu trang luôn. Ừ. Rồi đó. Chào quý vị khán giả nha, hôm nay con vô quà buổi tối. À. Vô quà buổi tối luôn mọi người ơi, rất là vui. Có sáu phụ, có em phụ. Em gái với Becca. Em gái với Becca phụ. Ừ. Sao tước ra thì sao? Rồi sao bỏ mấy cái đó vô kẹo đi sao. Vui lắm mà mọi người xem nha. Mời tất cả mọi người xem. Để quà vô mọi người ơi. Mùa dịch rồi bởi vì phải bịt khẩu trang. Mạnh ai nó bịt khẩu trang. Nè. Sữa. Sữa, bánh và kẹo. Vui quá các em nhận hôm nay rất là vui nha. Hôm nay các em nhận quà vui lắm đó. Đây con bỏ dưới đây. Bỏ dưới đây bớt đi. Dạ.
Rồi chưa? Rồi sáu đưa làm. Dạ. Ơi. Hả? Làm gì? Làm chuyện rồi. Nó thấy hoài với anh này. Thấy hoài với anh này. Dạ. Rất là vui quý vị khán giả ơi. Wow. Vui lắm mọi người ơi, quý vị khán giả ơi. Ở trên đây còn 4 lắm. Bốn chục ha. Rồi. 40. Còn 2 nữa là xong. Xong rồi quý vị khán giả ơi, cô chú ơi, 40 phần đã xong rồi. Xong rồi, bây giờ bắt đầu phát thôi mọi người ơi. Rồi bây giờ con sẽ phát quà nha các con. Đây, 4 đứa. Các con nói cảm ơn ông bà. Con cảm ơn ông bà. Con nói con cảm ơn ông bà. Rồi con nói cảm ơn con bà. Rồi con nói cảm ơn con bà. Con, các con phanh tay lại đó nha, con nói cái cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông bà. Rồi rồi, 5 đứa nha, 5 bé nè, con đứng đàng hoàng. Đâu giấy của con, đâu giấy của các con, đâu. Rồi 4, rồi 5 đứa. Nha, con cầm, con cầm đi, con cầm nha. Rồi con cầm đây, con cầm nha, ông bà tặng con đó. Chưa chưa nè, tặng cho các con khẩu trang nữa nè. Mỗi cái, mỗi đứa một cái khẩu trang. Rồi hai nè, con khẩu trang này nha. Đó, con về con mang khẩu trang nha. Rồi rồi rồi, con chào đi, chào ông bà đi, gật đầu đi. Con chào ông bà. Rồi rồi, con ra đi nha. Rồi đi đi con. Rồi 5 đứa rồi, tới 5 đứa vô đi. 5 đứa vô. Đừng có chen, ai cũng có, bé nào cũng có. Rồi rồi. Có hai ông bà. Con nói cảm ơn ông bà. Cảm ơn bà đó. Không bà. Rồi con phanh tay lại, các con phanh tay lại, con nhìn vô đây nè. Cảm ơn, cảm ơn ông bà. Rồi con nói cảm ơn ông bà. Con nói cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông bà. Con cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông bà. Cảm cảm ơn, cảm ơn bà. Rồi. Cảm ơn bà. Rồi, 5 đứa, tới 5 bé con đứng nha, phiếu con đâu? Rồi 5 đứa nè. Đó, ông bà tặng con đó nha, đừng nha. 2 3 chưa, con đứng lại, con còn qua. 4 5 nè, mỗi đứa một cái khẩu trang con nè, khẩu trang con. Khẩu trang con nè. Khẩu trang con, khẩu trang con nè. Khẩu trang con này nha. Rồi tới 5 bé khác. Rồi con vô đây đứng. Rồi con lại đây nè, con nhìn vô máy kìa, con nói coi, nhìn vô máy đó đó. Cảm ơn ông bà. Cảm ơn bà. Rồi cảm ơn bà. Coi con nói cảm ơn bà, con nhìn vô đó nha. Cảm ơn bà. Rồi bé này đây, lại đây, bé sau lại đây. Lại đây nha, nói coi con. Cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông bà hả? Rồi giấy con đâu, phiếu con đâu?
Rồi, 5 bé. Rồi, ông bà tặng con nè. Chưa, con chưa hãy đi, còn nè, còn quà. Con hãy chưa hãy đi nha, nè. Một. Năm. Chưa, con để nó đi, chú phát cho. Rồi, phát con cái khẩu trang nè, cái khẩu trang con nè, cái khẩu trang con nè. Cái khẩu trang con nè nha, rồi, 5 bé rồi. 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 Cho 5 bé vô nữa đi. Rồi. Con sẽ xích vô. Con đứng xích vô. Nè, con đứng nè. Các con nhìn vô đây. Các con nói nha, con cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà. Con khoanh tay lại, khoanh tay lại. Con cảm ơn ông bà. Rồi, cảm ơn bà. Con cảm ơn bà. Rồi, bé nhỏ đó phải không? Rồi, nè các con cầm khẩu trang trước đi. Nè, mỗi đứa một cái khẩu trang con cầm vô. Cầm vô con. Cầm vô nè, khẩu trang nè. Khẩu trang cho bé nha. Đâu phiếu của các con đâu, giấy đâu? Vậy? Giấy đâu vậy? Giấy, đưa giấy đây, đưa phiếu đây. Đưa tiền lại. Rồi, đưa phiếu lại nha. Nè, cầm mỗi bé một phần quà. Chưa, rồi chưa. Rồi. Con giơ tay lên, con giơ lên cho ông bà coi đi. Con giơ lên cho ông bà coi đi nha. Rồi, bốn bé gái. Rồi, rồi, xong bốn bé ra đi. Rồi, tới bé nhỏ nè. Bé nhỏ nhìn vô chào ông bà đi. Chị nói đi, cảm ơn ông bà đi. Cảm ơn ông bà. Rồi, nè, ông bà tặng bé nhỏ nè. Rồi chưa? Con đứng con nhìn vô đây nè, con nhìn vô máy nè. Con nhìn vô máy kia chưa? Thôi, bốn đứa thôi. 60 mà bây giờ nè, con nói con phanh tay lại. Đâu đưa phiếu đây, đưa phiếu đây, các con đưa phiếu đây. Đây con đưa phiếu đây. Rồi. Nè, mỗi bé một cái khẩu trang, các con cầm đi. Nè. Nè con. Nè, bé sau nè con. Rồi, con nói nè, con nhìn vô máy nè, con nói cảm ơn ông bà. Cảm ơn bà. Rồi, con cảm ơn ông bà. Con nhìn vô đây nè. Con ôm bà. Rồi, con ôm bà. Cảm ơn bà. Rồi. Chưa. Nè, bé ơi, con nè nha, ông bà tặng con đó nha. Hai bịch đó. Rồi, hai bịch nè. Đó. Rồi. Rồi, con chào ông bà đi. Rồi. Con có khẩu trang chưa? Rồi con khoanh tay lại, con nói con cảm ơn ông bà. Rồi nè, ông bà tặng con nè, đi đi nha. Ôi. Đâu phiếu các con đâu? Phiếu đâu? 4 5 rồi, vô hộp nha. 5. Nè, các con sẽ được một cái khẩu trang nha, đi về mang nha. Nè. Rồi, con có chưa? Nè, khẩu trang của con nè. Rồi, các con cầm đi, cầm rồi đứng ở đây. Như, đưa đi Như. Đưa đi Như. Trời. Đưa đi Như. Nè. Rồi, con cầm chưa? Bé đó cầm chưa? Con nhìn vô kìa, con nhìn vô màn hình. Rồi, các con đưa lên cho ông bà coi đi. Dơ lên, dơ lên. Dạ, rồi. Bé nào cũng có nha. Rồi, đi đi con. Bé lại đây. Đây này, con nói con cảm ơn ông bà. Cảm ơn bà. Con nhìn vô đó kìa. Cảm ơn ông bà. Rồi. Đi từ từ nha. Bé nào có phiếu thì vô lại. Dạ. Rồi, đưa phiếu đây. 4. Hả? Mới 4 mà bé nào nữa? Hả? Nào có phiếu lấy nha.
5, con vô 5 đứa. Rồi, 5 đứa nha. Đâu rồi, các con có khẩu trang hết chưa? Bé sau có chưa? Có chưa? Con nhìn vô trong đó, con nói cảm ơn ông bà. Con khoanh tay lại. Cảm ơn ông bà. Rồi, con nói cảm ơn ông bà. Rồi, con đưa mặt vô camera. Con nói cảm ơn ông bà. Rồi, con nói cho em con đi. Con nói cho em cảm ơn ông bà. Con giải xích vô. Rồi, Như đưa cho bé Như. Chưa, con đứng đàng hoàng, đứng vô nè, bốn đứa giơ lên đó. Rồi, con giơ lên cho ông bà coi đây. Rồi, bốn đứa. Rồi, rồi ba đứa con ra đi, ba đứa con ra đi nha. Rồi, con giơ lên cho ông bà coi đây đó. Rồi, có đi vô đây em, vô đây. Rồi, sao khóc dạ? Khóc hả? Rồi nè. Rồi. Đây vô. Ai đặt đấy? Đâu còn ai nữa? Năm. Đâu rồi? Còn ai nữa không? Hết phiếu chưa? Phiếu đâu hết rồi? Phiếu đâu? Ngoài đó còn phiếu không? Hết phiếu rồi, Phong hết rồi. 3, rồi 4, 5. Xong rồi. Nè, con đứng đây, mỗi đứa một cái khẩu trang. Nè, các con cầm phát khẩu trang cho các con nè. 3, 4. Rồi, khẩu trang sao? Con nói con cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông bà. Con phanh tay lại. Con phanh tay lại. Rồi, nè phanh tay lại với nè. Rồi, con nói đi. Cảm ơn ông bà. Rồi, nè con quay vô đây. Con đưa mặt cho con nói coi. Cảm ơn con bà. Rồi, ông bà tặng cho nè. Con cầm, cầm lại đi. Giơ lên cho ông bà coi. Nè, rồi, ba bé rồi, đi ra đi con, xong rồi. Ơi, cái dây con. Rồi. Rồi, hai bé. Rồi, con phanh tay lại. Con nói cảm ơn ông bà. Cảm ơn con, ông bà. Rồi, xong rồi. Rồi, chị ẵm bé lại, chị ẵm bé lại đây. Cho tặng nè, chị nói đi, cảm ơn đi. Cảm ơn ba. Rồi, ẵm em bé rồi, hết rồi, 40 phần quà. Nam Mô A Di Đà Phật, con đã phát 40 phần quà rồi ạ. Rồi. Tâm tích Phật, lòng thành có Phật. Phật tích tâm, chứng tại tấm lòng. Trên có Phật trời, dưới đất có sơn thần thổ địa. Hai bên gia giá có hai vị thần ghi chép. Xin chứng minh cho lòng thành của con trẻ, thì con trẻ phát quà giùm cho gia đình của cô Dung và chú Nghiệp, cùng với gia đình của cô chú Trần Mậu Hưng. Thì con đã phát 40 phần quà cho các em nghèo. Thì các em sau khi nhận được những phần quà của cô chú yêu thương, các em rất là vui. Một miếng khi đói, một gói khi no của tấm lòng bao la cao cả của hai gia đình của cô chú ở bên nước ngoài gửi về cho các em. Thì con cũng cầu chúc cho hai gia đình của cô chú sở nguyện tỳ tâm, sở cầu như ý, học hạnh Bồ Tát, mẹ hiền Quan Thế Âm. Thì con xin chúc cho hai gia đình của cô chú sức khỏe vô biên, lúc nào cũng bình an trong cuộc sống, để chở những hương hoa trao tặng cho bà con nghèo trong cuộc sống, những hoàn cảnh khó khăn. Và một lần nữa con xin cảm ơn khán giả xa gần và cô bác, cô chú, anh chị em đã bỏ chút ít thời gian ngắn ra để xem qua đoạn video phát quà cùng con. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin nếu như khán giả xa gần, quý vị Mạnh Thường Quân có yêu mến kênh nhà của con, thì con mong một chút ít nào đó tấm lòng nho nhỏ của tất cả mọi người bấm vào đăng ký, bấm vào subscribe và chia sẻ đoạn video ngắn của con, cũng giúp con một cái động lực
cũng là một cái bàn đẩy để con có thể mỗi ngày cố gắng và phấn đấu trao duyên lành đến tất cả mọi người yêu thương qua cái nhịp cầu nói của con phụ cho cô chú. Nam Mô A Di Đà Phật, xin mẹ hiền quang Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh.